sau đây sẽ là những bước giúp các bạn luyện tập kỹ thuật này dễ dàng hơn. Bây giờ con đi Zip Zone 2022.
Anh Tú ơi, xe xong rồi nhá. Qua lấy xe đi anh. A few moments later. Đâu? Xe đâu? Đây anh. Anh thấy em Bill có đẹp không? Chồng cũng được đấy. Thế ở con này thì anh thích những điểm gì à anh? Cái mà anh thích nhất là cặp phanh Magura MT7 Rayline. Quá nổi, nhìn phát là thấy luôn. Cái thứ hai nữa là khung Rivron Carbon XR. Đây là một trong những cái khung mà anh đã mong muốn khá lâu rồi. Hôm nay mày có cơ hội để sở hữu. Cái fork này à thì sao anh? Chắc cũng khoảng tầm 10 năm rồi, anh chưa đi sốc lò xo. Và đây cũng là một trong những cây sốc mắc tiền nhất của fork, cũng rất muốn được trải nghiệm thử xem cảm giác nó thế nào. Trước giờ thì anh hay chạy mấy dòng fork mắc tiền, nhưng mà nghe rất là nhiều các cái trang uy tín của thế giới đánh giá rằng cái cây Marucci Bomber Z2 này là một trong những cây fork tốt nhất trong tầm giá 500 đô. Khi mà ráp chiếc xe này ấy, thì anh cũng muốn được thử xem là chiếc fork này nó chạy có ngon hay không. Thì đây cũng là một trong những điểm khá là quan trọng trên chiếc xe mới này. Thế nó cũng khá là êm anh nhỉ? Anh nghĩ là sẽ êm, tại vì các trang uy tín đã đánh giá rất là cao rồi. Em chờ video bài check của anh. Sẽ sớm thôi em. Ok anh.